mua được mấy bịch đồ ăn rồi nè. Lần này mình sẽ về nhà làm một món siêu ngon luôn. Ủa, đi về ta, đi về ta. Tí sao y cười đâu quá. Ôi, cái dạy ơi, ôi, ôi. Con robot đi đâu ra vậy? Ê, cái mặt của ổng chắc chắn con robot của Sầu Yên đúng không? Đây, hiểu hả chi nha? Đây chính là bộ giáp của tôi đó, mới mua. Ui, cái gì? Bộ giáp à? Ui, sao mà đẹp quá vậy? Ủa, mà bộ giáp này chỉ giá tới 1 triệu đô chứ sao không đẹp được? Ôi ôi, ủa, này bộ giáp chứ không phải là cái con robot người máy gì ông chứ tạo à? Ôi, cái gì chế mà ông tạo cái gì mà chế tạo? Đây chính là bộ giáp 1 triệu đô mà tôi mới vừa mua đó. Ủa, tiền đâu ra mà mua vậy? Ôi da, ai da, trời. Ôi, nào hả chị? Nó bả nguồn điện kìa. Ôi, 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 ai da, ôi, 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 ai da, trời ơi, ông biết à? Ơi, mới hồi sẽ lại ông Sầu Y, ông dám cho anh mình à. Ơi, đừng tưởng là có bộ giá 1 triệu đô mà dám qua đánh với mình. Được lắm, mình phải kiếm cách để xử ổng mới được. Không, ta đã chuyện này. Ơi, bực mình quá đi à. Đâu rồi, xuống phòng thí nghiệm của mình được. Mình phải chế tìm một bộ giáp chế tạo qua để xử ổng. Mình không thể tha thứ cho ổng được. Dám dùng bộ giá 1 triệu đô đánh mình á. Ơi, cái phòng chế tạo mình rồi, đây rồi, đây rồi. Bấm này để coi có dữ liệu gì không. Ủa, không có cái dữ liệu chứ trời, bên đây thì sao đây? Ui, để coi có dữ liệu gì không ta? Ú, không có dữ liệu gì hết vậy, trống hết trơn trời. Mình không có một cái dữ liệu nào cho một cái bộ giáp mới đó, chán quá vậy. Chán quá đi à. Ui, ủa, sao có tiếng chuông cửa người ta, ai tới nhà mình giờ này vậy? Không lẽ Sầu Y đó trời. Ui, anh ơi. Ui, anh Lockman hả? Ui, anh tới nhà em chi vậy anh? Hiện tại thì anh đang cần một vài đồ dụng cụ để có thể gọi là sử dụng để thí nghiệm đó. Bây giờ em có thể cho anh mượn cái được không? Vài dụng cụ để thí nghiệm á? Là anh muốn máy móc để nghiên cứu phải không? À, cũng được, anh đi theo em nè. Mình đi, xuống đây. Trời, đó anh lấy về đi, có nhưng mà nhớ trả lại cho em là được rồi. Rồi, được rồi, bây giờ anh sẽ mượn một vài cái màn hình nè, rồi một vài cái PC, rồi thêm mấy cái dụng cụ cần thiết đi nữa, đó. Dạ, được, anh lấy nha. Rồi khi nào anh quay trở lại đây thì anh sẽ trả nha, ha chị, em yên tâm. Ôi, chứ bà khoan, em biết rồi, trời, nhưng mà cho em hỏi anh này cái. Ý, hay là okay. Anh có biết được có cái bộ giáp nào mạnh không cho em mượn đi? Cái gì, em cần một bộ giáp mạnh sao, bộ đúng anh rồi, đúng không rồi. Thể có một bộ giáp mạnh nào hết trơn á, bộ anh không thể chế tạo được luôn. Cái gì kỳ cục vậy? Ủa, bộ anh là Lockman sao không chế tạo được bộ giáp nào mạnh luôn hả? Trời ơi, là do những bộ giáp đó chỉ có thể cho những Lockman bọn anh mặc thôi, em không thể mặc được đâu. Ôi, chán vậy trời. Giờ làm sao đánh bại được Sầu Y đây ta? Ừ. Dạ là em muốn có một cái gọi là bộ giáp mạnh sao? Đúng rồi anh có không trời? Thôi được rồi, bây giờ anh sẽ cho em mượn một cái USB. Trong này có chứa gọi là một bộ giáp rất là mạnh luôn đó. Người ta còn hay gọi là Computer Man. Rồi, để mình xem cái coi. USB dữ liệu chế tạo Computer Man á. Ui, như cảm ơn anh nhiều nha, cái này cũng được. Thôi được rồi, bây giờ anh sẽ cho em mượn, em nhớ chế tạo đó ra nha. Nhưng mà em đừng có đi quậy phá đó nha. À, em biết rồi, trời, cảm ơn anh nhiều lắm. Ui, có USB rồi trời, được rồi, cảm ơn anh nhiều. Ui, anh vậy nha. Dạ, tạm biệt anh. Ủa, giờ mình sẽ gắn vô thử trong này nè, đó. Rồi, giờ mình sẽ bật lên cái màn hình trong kiểu bạn thấy không, cái màn hình trong đó. Được như vậy, ui, nó hiện lên rồi kìa. Ê, ra xem tử mới được. Đóng lại. Wow, đây chính là công thức chế tạo bộ giáp Computer Man đấy á. Wow, mình cần hai cái bàn phím, một bộ giáp, một cái PC á, hai cục wifi á. Ui, cũng được nha, bàn phím thì dễ kiếm thôi, mấy cái bàn phím này ai nhà ai cũng có bàn phím máy tính hết á. Ui, mình sẽ chế ra được bộ giáp này sao, nhìn đẹp quá đi à. Mình thấy cầu thùng PC này cũng hiếm lắm rồi đó. Bộ giáp chắc mình sẽ không biết kiếm đâu đây để mình có thể chế tạo qua được. Ok. Rồi, được rồi, giờ thì mình sẽ đi kiếm mấy cái bàn phím chứ đi, đồ nào dễ kiếm trước. Đi thôi mày ơi. Giờ thì mình sẽ biết lấy cái bàn phím ở đâu rồi, mình sẽ lén qua ăn cắp của Sầu Yên mới được. Ổng dám đánh mình, giờ thì mình sẽ quay lại ăn cắp đồ nhà ổng để xử ổng mới được. Ok. Trời ơi, bộ giáp này là mình là mạnh, người mạnh nhất thế giới rồi. Ôi, ổng đi vô nhà luôn kìa. Giờ mình làm sao đây, tưởng ổng còn đi chơi xa chứ. Giờ sao lên nhà ổng đi kiếm. Ôi, ta là người mạnh nhất thế giới này. Ai mà muốn đánh bại ta thì nằm mơ hết đi. Ôi, ổng tự cao vậy. Ê, được rồi, chui vô đường nhà ổng nè. Ôi, để coi. Thôi, lo, ta Sầu Y là người mạnh nhất thế giới này. Ai mà bước đến đây thì sẽ bị ta chém. Ui, bạn phím nè. Mình thấy được rồi, im lặng nha các bạn nha. Ông để ở ngoài đó, giờ mình sẽ lấy bàn phím này của ông.
đã có một cái bàn phím rồi nè. Còn cục wifi á, mình đang cần kiếm một cục wifi màu trắng để mà tao kệ đi. Đi về. Dạ thôi, ông sẽ không biết mình đâu. Con bỏ kia, mày mau quỳ gối xuống cho tao. Mày đi đâu nhà tao vậy? Hình như ông không có nói mình đúng không? Chạy nhanh lên. Được rồi, được một cái rồi. Giờ thì đi kiếm cái thứ hai rồi coi. Đi lên trên lầu xem thử coi có cái bàn phím nào không mới được. Nhà mình phải còn cái bàn phím nào chứ ta. Ủa, trời, bàn phím này giống như cái trên ảnh. Trời ơi, chán tới nhà. Cục wifi này nhìn quen quen nha. Hình như giống cục ở dưới không ta. Để mình đập ra tới đây. Màu trắng luôn nè. Đập ra. Đây rồi. Đây chính là cục wifi mà mình đang cần kiếm nè. Nhìn quá, nhà mình có cái nhưng mà giờ thì không tới xài mạng, tới chơi game được nữa rồi. Xui quá, nhưng mà thôi kệ đi, đánh xui xong mình sẽ lắp lại. Rồi, hên quá. Có cục wifi luôn. Đó, rồi, được rồi. Vậy là được hai món rồi. Chỉ cần chế tạo xong bộ giáp rồi thôi là mình sẽ đi xử ông sầu riêng ngay lập tức luôn á. Giờ thì còn bàn phím, chắc mình sẽ qua nhà của Nguyên nấp đi. Tới nhà ổng rồi nè. Để coi ổng có dư cái nào không ta. Một cái bàn phím hay cái gì cũng được. Ủa, nhà ông Nguyên không biết có đồ gì cho mình kiếm không trời. Nguyên ơi, trốn. Ui, cái gì vậy? Ê, Nấp ơi, có trên lầu không? Ôi, không nhìn vô kìa. Coi chừng ổng phải hẹn em bên. Chết, ổng này đứng ở bên ngoài kìa. Giờ phải làm sao đây? Ổng có Nguyên Nấp ở nhà rồi đúng không? Thôi được rồi, để cho Nguyên Nấp mới được. Ui, nghe được rồi. Phá rồi hả? Ui, cái gì? Ui, ông phá nhà Nguyên. Ui, Nấp vô. Đâu rồi, phá hư nhà Nguyên Nấp luôn nè. Trời ơi, đâu rồi, mau qua đây đi. Ui, mém chết. Hên quá. Chạy qua đây. Ôi trời, ổng lại đi đâu rồi? Ông sầu riêng này phá vừa tới. Chui xuống phòng thí nghiệm của ổng rồi, có gì không? Ây da, xuống rồi nè. Phòng thí nghiệm này của ổng còn cái gì không trời? Để coi có bạn nào đấy còn cái gì không, nhớ bình luận cho mình biết nha, cho mình ông thấy với thì trời. Để mình xem một vòng xung quanh coi. Ui, các bạn có thấy không? Mình thấy rồi. Ui, thấy rồi. Một cục wifi nữa nè. Chị là đã có thêm một cục wifi màu trắng nữa rồi. Được rồi. Tới phòng thí nghiệm đây. Đóng lại. Đó, vậy là mình đã có được 3 món đồ rồi. Còn mình hình như mình còn mấy món ta. 1 nè, 2 nè, 3, 4, 4 món nữa thôi. Còn cái bàn phím nữa, mình còn cần kiếm thêm cái bàn phím bộ giáp chứ à. Kiếm PC ra kiếm ở đâu ta? Bàn phím màu trắng ha. Có bạn nào muốn có ở trong team mình, có ai sử dụng màu trắng để xài bàn phím màu trắng không ta? Để mình nghĩ coi. Nếu như bạn nào không biết thì nhớ bình luận phía dưới cho mình biết luôn nha. Để mình nghĩ coi có bạn nào các bạn nghĩ chung với mình đó nha. Bàn phím màu trắng, ai trong team mình màu trắng ta? Ui, mình mới vừa có một ý tưởng. Các bạn nghĩ giống mình không? Đó chính là Tô Gà. Nhà của ổng màu trắng, hình như ổng cũng màu trắng á. Đi kiếm mà, đi qua nhà ổng coi, có thể có đó nha. Đi. Đâu rồi, mở ra bàn phím. Biết ngay mà. Trời ơi, ổng khoái màu trắng lên. Bàn phím của ổng cũng màu trắng luôn nè. Ui, cũng được nha. Đấy thôi, vậy là mình đã có được hai cái bàn phím rồi. Ui. Ông sầu riêng ông này đứng chỗ đó kìa, coi chừng ông thấy mình, nha. Lẹ về nhà coi chừng sầu riêng phát hiện ra mình đó. Ui, tiếng ông cởi đầu rồi. Ông đang đi làm cái gì vậy đó vậy? Sầu riêng hả? Ông ở đâu xuất hiện ra vậy? Bây giờ đứng lại đó cho tôi. Ông nằm mơ đi, trốn thôi. Đi đâu nha chơi. Ôi, ông đánh mình cái ai nha. Ôi, trốn chạy vô nhà của nha. Ôi, bật bệnh ở nhà mình đi. Ông mau rời khỏi cái nhà nhỏ bé cho tôi vô chung với nào. Được rồi, con chui đây nè. Ông ngon chui ở đây nè. Dù ông. Ngon chui ơi, ông phá nhà luôn kìa. Vô tôi hả, vô nè. Được rồi, ông để mình nè. Em phá nhà của Hà rồi. Ê, tôi ở trong nhà nè, leo. Tôi xin nổi nát cái nhà này luôn. Ui, chạy về, trụi hên quá, mình chạy được ngược đường khác ra. Rồi, hai cái bàn phím, còn lại là cái màn hình TV mình kiếm đâu ra ta với cái bộ giáp nữa. Trời ơi, sao khó quá vậy, ba món cuối đúng khó luôn á. Ý, khoan, mình thử qua nhà của Dắt coi ông biết ở bên đó có không ta. Qua nhà Dắt kiếm thử được. Mình chưa bao giờ qua nhà Dắt nhưng mà thôi, mong là nhà ổng sẽ có đồ cho mình ha. Bộ giáp này đúng không? Đặt đây luôn. Ui, mình có hai bộ luôn nè. Một cái áo với một cái quật. Trời ơi, đã có hai món cuối cùng.
hai món tiếp theo rồi. Còn món đồ cuối cùng là cái tivi thời cổ á, trời kiếm đâu ra đây? Sao mấy đồ cuối tàn khó không vậy trời? Đi về thôi, có hai thứ tiếp theo rồi. Ui, rồi được rồi, bỏ món cuối cùng nè. Món tới đây nè. Rồi, giờ tới cái quần nè. Bỏ vô luôn nè. Bỏ xong, mình gần xong được bộ giáp rồi. Còn cái PC này nữa thôi, trời ơi là trời. Cái món đồ cuối cùng kiếm đâu đây? Cái PC hồi xưa lâu lắm rồi á. Trời ơi, giờ mình phải kiếm cái PC đó đâu ta? Trời ơi, trong nhà chị Na cũng chẳng có đồ luôn á. Rồi. Ủa, hình như ông này giao bán hàng gì ta, để tại xem thử. Ui, giá rẻ bất ngờ. Ôi, ôi, cái PC này đúng không? Ui, hình như đúng. Ủa? Nó rồi đó. Cậu ơi, cậu muốn mua cái gì vậy? Ôi, ê, à, ông ơi, tôi muốn mua cái PC nè. À, cái PC này là một thời rất là cổ rồi, đó chính là năm 1800 luôn. Ôi, trời, lâu dữ vậy. Tôi sẽ bán với giá hữu nghị là $300 một cái TV. Cái gì vậy? 300 đô một cái này, trời ơi, sao mắc quá vậy? Thời thời 1800. TV đồ cổ mà. Ui vậy á, ơi đợi tôi xíu nha. Ai bây giờ mình kiếm tiền đâu ra ta? Ý, hay là mình lấy hết đồ trong nhà mình bán cho ổng, để coi ổng tính ra được tiền nhiêu tiền không nữa. Ui, mình hết tiền rồi. À, để coi có đồ không, mình sẽ bán cái tủ lạnh này đi luôn nè. À, quay lại mình nghĩ nhiêu đây chắc đủ tiền rồi đó. Nè, tôi có cái trống nè, và tôi có mấy con người kiếm nè. À, cái gì cơ, cái trống này theo tôi nhìn là chắc cỡ 20 đô. 20 đô ơi, ông tính được nhiêu? Ông tính này chứ, có thêm nè, tôi còn có tivi với bộ giáp nè. À, từ tay bộ giáp nè, tivi nè, bộ giáp kim cương nè, đó tượng rồi đến nè. Ông tính hết này nhiêu vậy? Rồi, hình như là cái cục tiết này là 10 đô, cái tủ lạnh là 10 đô. Ôi, tủ lạnh chỉ có 10 đô là 20 đô. Cái tivi 50 đô, cái tivi lớn này là 80 đô, cái tượng 70 đô, bộ giáp 20 đô. Ôi, vậy rồi, được rồi, tổng số tiền của cậu cần trả cho tôi đó chính là 260 đô. Giống này là được 260 đô à? Đúng rồi. Ôi, mình còn thiếu 40 đô nữa. Trời, ông giảm cho tôi một chút xíu thôi mà. Rồi, được rồi. Bây giờ tôi sẽ giảm cho cậu 40 đô là tôi sẽ đổi hết đống này để lấy cái PC này với giá 260 đô đó. Ồ, rồi, cảm ơn ông nhiều nha. Trời ơi, lấy được rồi, có được rồi. Trời, cảm ơn ông nhiều. Trời, mất hết cái đống đồ đó của mình bán tiếng lẻ mấy thật hơn 500 đô chứ. Tại sao mà ông tính giá kiểu gì á mà còn có 260 đô cây thì chứ gì mà thôi kệ đi. Món đồ cuối cùng đây, vô nè. Đó, PC vô rồi. Được rồi. Kích hoạt thôi. Giờ thì bắt đầu kích hoạt thôi. Bấm nút nè. Chế tạo bộ giáp đi tế. Chế tạo bộ giáp đây. Kích hoạt nè. Ui, ôi đèn bắt đầu chế tạo kìa tụi. Sắp được rồi, sắp thành công rồi. Được rồi đây, trời ơi, nhìn đẹp quá đi à. Mình đã chế tạo được bộ giáp Computer Man rồi đây. Wow, cầm một cái rìu nhìn xịn tiền luôn á nha. Trời ơi, đẹp. Có bạn nào thấy đẹp không ạ? Rồi, nếu như bạn nào cũng thấy đẹp thì nhớ bình luận nha. Trời, hai cái bàn phím hai bên tay nè. Cuối cùng mình cũng đã có được bộ giáp này rồi. Đi lên và mặc nó vô để xử lý sầu riêng mới được. Nhanh lên. Trời, con này nó to quá nha. Bộ giáp này đằng này mình sẽ cân kẹo với sầu riêng thôi. Ý, đây chính là bộ giáp Computer Man đấy á. Wow, trời, trước ngực mình có nguyên một cái tải nhiệt luôn kìa. Không biết cái đó có thấy dùng không ta? Để sử dụng tức á. Dạ, ui, bắn ra nguyên một cái đường màu xanh luôn kìa. Và trên tay mình có một cái rìu siêu khổng lồ luôn. Rồi, đã đổ chém nè. Để mình ra, mình xử ông sầu riêng. Ui, mình lắng được cái đồ cánh vô này. Ui, thấy được hai bộ phận này luôn á. Wow, vậy nó nhìn cánh cánh lên. Ui, có thể bay được luôn. Ui, ngon quá vậy trời. Ông sầu riêng đâu rồi, ông sẽ chết với mình. Ê, mình thấy ổng rồi kìa. Cái này nhìn giống TV. Ủa khoan đã, cái này là màn hình máy tính mà ở đâu ra vậy? Đúng vậy. Ây da, đổi lên cái áo choàng nè. Hãy coi năng lượng tải nhiệt của cái quạt gió nè. Bùm. Cái gì vậy ông, vừa mới làm cái gì thì cũng thấy thú vị đó nha. Thú vị phải không? Cho ông coi thêm cái này nè. Ui, bùm 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 bùm. Ây da. Ui, sao hả? Được. Ây da, vô đây. Chém ra nè. Bùm 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 bùm. Đổ qua dạng bay thôi. Mình có thể bay mà, mình có hai hình dạng. Cái đó là cái quái quỷ gì vậy? Chết nè. Ui, mạnh đó nha. Cho ông ăn đậu nè. Bum. Ây da. Ông làm cái gì tôi rồi? Làm gì được chứ. Tia năng lượng nè. Bắn ổng nè.
Ôi, ghê chứ. Bum 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 bum. Trời ông chết nè. Bum 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 bum. À, giỡn với tôi à, tôi không có dễ dàng với tôi đâu. Dạ dạ dạ, được rồi, chuyển xe dạng bay đó nè. Woo, bay lên. Bum 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 bum. Thắng đầu đi tôi. Tôi chết, ông chết với tôi nè. Chị, trời ơi, đã thiệt luôn á. Ông Sầu Quyên chẳng làm gì được mình hết. Cho ông chết nè. Đừng có mà láo láo nha. Ôi ôi, đau chả đau chả. Chém nè. Ông đâu rồi? Vào đây. Chém nè, chém nè. Trời nha, trời nha, trời nha, trời nha. Bụng 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 bụng. Bộ giáp có vấn đề rồi, bộ giáp có vấn đề rồi. Vấn đề giáp, vấn đề giáp. Cho ông đi luôn. Đức mạnh cuối nè. Bụng 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 bụng. Ồ. Trời ơi chết rồi, bộ giáp của mình bể mất tiêu rồi. Bể rồi chứ gì thì chết đi nè. Dám phá tôi à. Trời ơi nè. Ôi da. Mình thấy ông ngẫm rồi. Trời ơi, có bạn nào thấy bộ giáp này của mình xịn không á? Nếu như thấy xịn thì nhớ bình luận phía dưới và nhớ đăng ký video này giúp mình nha. Dạ thì tống chị tới giới thôi. Dạ mình sẽ là người tống chị á, lại xin tối đây. Ha ha. Bạn nào tò mò về người đàn bà nhảy múa siêu đáng sợ trong Minecraft không ạ? Và các bạn muốn biết về người đàn bà đó, hãy bấm qua video bên cạnh của mình nha. Giờ thì mình sẽ đi qua bên video này và tạm biệt các bạn.